Xin chào các bạn nhỏ. Ngày hôm nay hãy cùng Ruby TV học về các con vật bằng tiếng Việt và tiếng Anh nhé. Chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào. Học cùng Ruby TV. Con gì đây? Bọ cánh cứng. Beetle. Bọ cánh cứng. Beetle. Bọ cánh cứng. Beetle. Wow. Con gì đây? Gấu Bắc Cực. Polar bears. Gấu Bắc Cực. Polar bears. Gấu Bắc Cực. Polar bears. Con gì đây? Vịt trời. Mallard. Vịt trời. Mallard. Wow. Vịt trời. Mallard. Con gì đây? Thú mỏ vịt. Platypus. Platypus. Thú mỏ vịt. Thú mỏ vịt. Platypus. Con gì đây? Bọ rùa. Ladybird. Bọ rùa. Ladybird. Bọ rùa. Ladybird. Con gì đây? Chim nhạn biển. Tern. Chim nhạn biển. Tern. Chim nhạn biển. Tern. Wow.
con gì đây? Nai sừng tấm. Moose. Nai sừng tấm. Moose. Nai sừng tấm. Moose. Wow. Con gì đây? Chim hồng hạc. Flamingo. Chim hồng hạc. Flamingo. Chim hồng hạc. Flamingo. Con gì đây? Cá koi. Koi fish. Cá koi. Koi fish. Cá koi. Koi fish. Con gì đây? Cá voi trắng. White whale. Cá voi trắng. White whale. Cá voi trắng. White whale. Con gì đây? Cá nhám voi. Whale shark. Cá nhám voi. Whale shark. Cá nhám voi. Whale shark. Wow. Con gì đây? Con cò. Stork. Con cò. Stork. Con cò. Stork. Wow. Oh,
Các bé ơi, vậy là hôm nay Ruby đã cùng các bé học về các con vật bằng tiếng Việt và tiếng Anh rất là vui. Hãy đăng ký kênh Ruby TV và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các bài học tiếp theo nhé. Tạm biệt!